lớn, liêu riêu bên lỡ bên bồi, còn ai ngồi giặt áo đâu mà trông. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh âm thanh đồ điện Sài Gòn. Mình giới thiệu anh em dàn đồ điện cao cấp Panasonic model BM70MD, một trong những dàn VIP của thương hiệu Panasonic. Size nó gấp rưỡi một dàn mini bình thường anh em ha. Thiết kế cục dàn rất là góc cạnh, rất là hầm hố. Này màn nhôm bóng loáng rất là đẹp luôn. Màn hình to hiển thị những thông tin, hiển thị các đàn nhảy theo nhạc đây, và có cái nguồn phát nó chạy giống như nguồn nước rất là đẹp luôn anh em. Thì cặp loa nó đúng combo thân vàng, loa này rất là gấu anh em ha. Phía trước là mic bên dưới này và tép đây. Thì bên trong nó phía sau nó còn một cái súp nữa nè. Đây. Và súp nằm phía sau ha. Thì bát chép đi hai đường riêng biệt, hai đường dây luôn. Đó. Cho nên chất âm rất là hay, nó độ chi tiết nó cao và độ bạo lực nó có rất là lớn luôn. Thùng loa to và nặng luôn anh em ha. Giải mic nó rất là rõ tiếng ha. Này size này thì trưng bày rất là vừa và đẹp luôn. Này nó cái lưới loa không có nha, bị mất anh em ha. Cái hàng này cũng rất là hiếm, lâu mới gặp thôi. Dàn này xếp về size trung anh em, công suất rất là lớn. Có đêm đơn lạnh buộc giá tim đau, rồi trời cao thương cho anh gặp người anh yêu mến, mến yêu anh nhiều, thôi anh đừng luyến tiếc vì em. Bây giờ rồi tăng cường bass ở đây luôn, ba cấp ha. Mắt tối đa đây, còn đây là hộp này không có, còn đây là chế độ trung bình ha, còn đây là chế độ equalizer, mình chỉnh được chế độ âm thanh trên máy luôn, nó rất là tiện ha, rất là nhiều chế độ để em lựa chọn, có manual luôn, manual để em chỉnh từng tần số luôn ha, đây 100Hz nè, rồi 300, 1kg và 10kg, 10kg là trép ha, rất là tiện lợi luôn. CD đọc tốt luôn em, đây mình có CD sẵn trong bay rồi anh em nha. Mình test CD cho anh em nha. Thương ngốc lâu rồi mà anh. Mình chuyển máy qua chế độ CD nè. Đọc bài rất là nhanh ha. Khi đọc bên đây thì anh em bấm nút play đây nó hát nha. Vừa rồi là mình test chế độ nhảy máu quang anh em ha. Để mình giới thiệu cho đội nhà báo Quang nghe nhạc từ Smart TV, từ YouTube xuống. Ngày xưa tôi có quên một người em gái nhỏ, tôi đang 16 mái tóc chấm ngang vai, tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào. Sưu tầm trưng bày rất là đẹp luôn, để lên các phòng khách rất là sang luôn ha. Rồi mình tới chế độ AUX thì nhập từ điện thoại máy tính. Thì trên đây nó có hai chế độ nha nè. Chế độ AUX Digital là chế độ nhảy máu quang nè. Anh em bấm một lần nữa thì analog, thì anh em kết nối cái ngõ bông sen ở phía sau ha. Còn mình thì mình muốn kết nối cổng phía trước này là cổng BMD. Anh em nhấn nút BMD đây. Thì dùng cổng cáp 3.5 hai đầu ha, cắm vô cái lỗ trên này nha. Đó. Mình dưới là lỗ phone nha nè. Lỗ phone là lỗ ra tai nghe nha. Rồi phát nhạc bên đây phát qua. Cổng BMD này cái độ lợi nó cao hơn anh em ha. Nhờ tín hiệu nhỏ phát qua. Điện thoại hoặc là điện thoại nó số anh em phát tín hiệu nó nhỏ hơn, nhưng mình không bằng BD nó sẽ hay hơn, nó có tải nó lớn hơn ha. Mình không quên mà ngồi bên nhau, trời mang nhiều trớ trêu chi, người chưa hề biết quên gì, sao ngồi gần như tình nhân. Panasonic model BM70 dàn cao cấp VIP ha. Loa ba đường tiếng, chất âm rất là hay, có súp phía sau rất là hầm hố luôn,
Anh em nào mua vui lòng liên hệ mình 0981 333 246. Anh em ký kênh nhấn nút thông báo bên phải video, hình ghi chuông để nhận video mới nhất từ kênh của mình nha. Hẹn gặp lại anh em.